Xin chào quý anh chị và các bạn đến với Big Bang Solar. Hôm nay em đang đi thi công một cái dự án điện năng lượng mặt trời 5.4 kW và lưu được 5 ký điện nha mọi người. Với cái nhu cầu sử dụng điện của chủ nhà không quá cao, chủ yếu là dùng vào ban ngày, ban đêm thì chủ yếu để thắp sáng và sử dụng tủ lạnh, thì 5 kW là cũng tương đối đủ rồi. Đây là nơi cho các bác tài xế nghỉ ngơi và sinh hoạt tắm rửa nha mọi người. Ở đây thì hoàn toàn không có điện lưới nha mọi người. Tuy là dây điện cao áp đang ngay ở trên đầu chúng ta, nhưng mà ở đây không có những cái trụ cột dành cho người dân sử dụng, nên là không thể mua được điện từ nhà nước, nên bắt buộc là chủ nhà phải sử dụng máy phát điện. Xung quanh đây thì chủ nhà cũng tận dụng những cái tấm đèn năng lượng mặt trời như thế này nhỏ nhỏ để thắp sáng cho khu vực. Đấy, như các bạn thấy ở trước mắt có những tấm đèn năng lượng mặt trời đang lắp trước nhà, và xung quanh đây đều có đó. Các bác có thể thấy xung quanh đây đều lắp đèn năng lượng mặt trời hết để cho nó tự vận hành vào ban đêm. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem cái máy phát điện ha. Cái âm thanh nó cũng rất là ồn ào. Ở chiếc máy phát điện Hyundai DHI6000SE, chiếc này khá là ngon. Chiếc này thì rơi vào khoảng trên 30 triệu nha mọi người. Mua mới là khoảng 33 đến 34 triệu tùy từng chỗ bán. Đấy, thì bên cạnh đây là những cái can dầu để chuẩn bị sẵn để vận hành cái máy phát điện này. Rất là nhiều dầu đúng không mọi người? Khá là tốn dầu. Đợt này dầu thì rất là mắc hơn cả xăng nữa. Và tất nhiên rồi, máy dầu thì nó ồn hơn máy xăng. Và liên mỗi lần hoạt động là nó khá là ồn ào. Nhằm giải quyết được cái vấn đề đó thì chủ đầu tư quyết định là đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời 5.4 kW và lưu trữ được 5 ký điện vào ban đêm nha mọi người. Thì cái bình lưu trữ 5 ký điện này bản phổ thông khá là rẻ, khoảng loanh quanh khoảng 20 triệu bình EVE, cộng với 10 tấm PV dash cây 540W, công suất khá là lớn nha mọi người. Đó, tấm này khá là to đấy. Thì hiện tại anh em đang thi công ở trên mái nhà, đang lắp đặt những cái bát jet để lát nữa là cho tấm PV lên để đấu nối nó lại với nhau. Tấm này thì mới 100%. Nhiều anh em muốn tiết kiệm chi phí hơn thì chúng ta có thể mua lại những cái tấm tháo mái. Nó cũng cho ra một cái hiệu suất không khác gì những tấm mới như thế này. Thực tế là vừa rồi có anh khách ngoài Quảng Ninh có mua của em 10 tấm GA535 về để test hiệu suất, thì cho ra được hiệu suất 110% nha mọi người. Có nghĩa là tấm GA535W thì nó có thời điểm nó lên được tận 550W. Đây thì cũng là cái trải nghiệm thực tế thôi. Thì điều đó mình chứng cho việc là những tấm pin tháo mái nó cũng hiệu suất không khác gì những tấm pin mới nha mọi người. Nên là anh em muốn tiết kiệm chi phí thì có thể cân đối mua những tấm pin tháo mái về để lắp đặt, cũng không có vấn đề gì hết. Rồi bây giờ xin mời mọi người xem qua những cái hình ảnh quá trình Big Bang Solar lắp đặt nha. Thì em vừa đi qua cái hệ thống nó chạy như sau. Thì trên máy á, thì nó sẽ có đây là ký hiệu pin mặt trời, thì hai dàn PV nó sẽ đi vào máy, thì nó sẽ ưu tiên cấp cái tải sử dụng của anh ở dưới đây trước, dư bao nhiêu thì nó sẽ sạc vào lưu trữ ở đây là cục lưu trữ tấm pin trời trên, và máy inverter là con này inverter này, nó sẽ vào máy inverter, nó sẽ cấp tải trước, tải sẽ đi ra cái nhà sử dụng của anh, em đấu ra tải rồi. Đây là pin lưu trữ, dư nhờ nó sạc vào lưu trữ. Thì khi cái cục lưu trữ đầy á, thì cái đèn ở đây nó sẽ là 4 đèn mà tương đương với 25% này, 50 này, 75%, 100%. Đấy, khi cái đèn đầy tức là pin đã đầy, đầy pin. Một cục này lưu trữ 5 ký, 5 ký tức là 5 số điện, 5 ký watt điện. Thì em sẽ cho pin xả 100%, sẽ xả đến 80%, còn 20% lưu trữ nữa để giữ trữ, không cho xả cạn pin, tương đương xả được 4 kW. 4 kW tải thì mình sẽ chia ra các tải phụ tải sử dụng nhỏ như trong gia đình anh, ví dụ như là quạt, hai quạt này, đèn này, tivi này, thì nó loanh quanh khoảng 200-300W thôi. 300W tức là xả 4 ký tức là 4000W. Thì 200-300W anh xả 10 tiếng thì nó loanh quanh, ví dụ 200W xả liên tục 10 tiếng ban đêm là 2 kW. Anh hiểu em không? Ví dụ 300W xả 10 tiếng là sẽ là 3 kW. Thì thằng này nó lưu bù trữ 4 ký này. Trường hợp sau này anh nâng cấp thêm tải sử dụng, ví dụ như là điều hòa các thứ thì tải nó sẽ cao hơn, thì đồng nghĩa với việc là pin nó sẽ cho xả có cái công suất lớn hơn, thì nó sẽ cái thời gian sử dụng nó sẽ ngắn hơn. Ví dụ 700W kết hợp với 2-3 quạt nữa nó loanh quanh khoảng 8 đến 900W.
thì cái cục này nó chỉ xả được 4 ký thì nó là cái xả được khoảng 5 đến 6 tiếng thôi. Anh hiểu không? 5 6 tiếng. Và sau này mình cần nâng cấp thêm thì mình có thể gắn thêm một cục nữa. Một cục nữa, hai cục nữa để nó lưu tối đa cái lượng điện ban ngày tấm pin nó thừa và những cái giờ nắng tốt thì nó sẽ sạc vào cục pin tiếp theo. Và nó sẽ sạc vào đồng nghĩa với là thêm hai ba cục lưu trữ nữa, tăng cái dung lượng lưu trữ ban ngày dư á sẽ sạc nhiều hơn. Thì ban đêm mình sẽ sử dụng được các cái phụ tải nó lớn hơn và thời gian lâu hơn cho mình. Thì cái này trong quá trình mình dùng thì mình cân đối, thiếu thì mình nâng cấp thêm nha. Ok, thì hệ thống thì trên đây nó là CB của đóng cắt cho cái pin này và inverter. CB ở đây là hai CB này là CB của hai dàn pin đi xuống, 10 tấm pin nối tiếp với nhau, 10 tấm pin thì 5 tấm nối tiếp nhau đi xuống hai sợi, 5 tấm đi xuống hai sợi. Đó, đây một phát này, đây phát này. Cái CB này CB đóng cắt ra cái tải sử dụng của nhà anh. À, đóng cắt ra tải dây vào này đi vào tải. Đấy, ok. Cơ bản nó sẽ như vậy thôi, không có gì khó cả. Trong quá trình sau này anh kết nối wifi thì sẽ gọi video cho em hướng dẫn anh kết nối cái cục wifi này với cái module wifi nhà anh, hai cái kết nối với nhau đấy để dữ liệu lên server thì bên em quản lý sẽ xem được. Và trong quá trình vận hành có báo lỗi gì đấy anh nhắn tin cho em sẽ vào em xem lỗi như là nào đấy để biết để hỗ trợ. Còn hiện tại em đã kết nối với cái wifi do điện thoại em phát ra để em cài đặt là xong rồi, sau này nâng cấp xong wifi thì alo cho em làm thêm đấy. Rồi, video của Minh Bang Solar đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Anh chị mình mà có nhu cầu nâng cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời có lưu trữ và không lưu trữ bán theo tải sử dụng nhằm giảm chi phí tiền điện hàng tháng của gia đình mình và những nơi không có điện, những nơi vùng sâu vùng xa, anh em cũng có thể tự mua về để lắp đặt. Bên em sẽ set up hết toàn bộ, mọi người chỉ cần về xem video và làm theo. Có đoạn nào không hiểu thì bên em sẽ gọi điện video trực tiếp để hỗ trợ mọi người. Nó cũng tương đối là đơn giản thôi. Rồi, anh chị mình quan tâm thì có thể liên hệ với hai cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0888999084 và 0393925196 để em trao đổi với mình xem là hàng tháng mình sử dụng hết bao nhiêu tiền điện để từ đó em cho ra được những cái lựa chọn tốt nhất cho mình. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã xem video của Minh Bạc Solar. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần khác.